Trong tập trước, nhóm Tiêu Viêm cùng Già Nam học viện bị địa ma lão quỷ cùng Hàn Phong vây đánh. Thực lực của tên lão quỷ này đã đạt đến thất tinh đấu tông, khiến phe bên Tiêu Viêm nhất thời rơi vào thế hạ phong. Tiểu Y Tiên vì bảo vệ hắn mà bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm đành cắn răng thi triển ra hủy diệt hỏa liên nhằm cứu vãn tình hình. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Chỉ bằng thực lực như người, không ngăn được lão phu đâu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quay người bỏ đi, lão phu sẽ tha ngươi một mạng. Địa ma lão quỷ cười lạnh nói với Tiểu Y Tiên. Tiêu Y Tiên đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, vẻ mặt băng hàn, không nói không rằng, thân hình chợt lóe, lại xông tới một lần nữa, muốn chết. Thấy Tiểu Y Tiên vẫn như trước muốn chết không buông quấn tới, trong mắt địa ma lão quỷ ngập tràn sát khí, lập tức tung người đón đánh. Hai đạo nhân ảnh va chạm, sinh ra năng lượng đáng sợ dao động, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm sét ầm ĩ vang vọng. Tiêu Viêm đang đứng lơ lửng trong không trung, tam sắc hỏa liên trong tay rốt cuộc cũng hình thành, nhìn đóa hoa ẩn chứa năng lượng khủng bố, ánh mắt hắn lóe lên, ba loại hỏa diễm dung hợp thành Phật nộ hỏa liên, cơ hồ là lực lượng mạnh nhất của Tiêu Viêm. Tam sắc Phật nộ hỏa liên là con bài chưa lật của Tiêu Viêm, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ miễn cưỡng thi triển một lần, sau đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng thoát lực. Nói cách khác, hắn chỉ có cơ hội một lần, nếu dùng hỏa liên mà vẫn không đánh chết được địa ma lão quỷ, cục diện hôm nay sẽ rơi vào tình huống xấu nhất. Do vậy, hắn phải nắm chắc đó là một kích chí mạng với địa ma lão quỷ. Phốc suy, khi Tiêu Viêm còn cân nhắc, Tiểu Y Tiên đang giao phong chính diện với địa ma lão quỷ lại phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này vẻ mặt nàng đã hiện ra vẻ tái nhợt, càng lúc càng tái hơn. Ở cấp bậc đấu tông, mỗi một cấp chênh lệch đều rất khó vượt qua, huống chi địa ma lão quỷ so với nàng ước chừng còn cao hơn 2-3 cấp độ. Thấy Tiểu Y Tiên lại thổ huyết một lần nữa, lại nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của địa ma lão quỷ, da mặt Tiêu Viêm run lên, con người tối đen xuất hiện một chút điên cuồng. Sau khi chậm rãi điều tiết hơi thở, một đạo hỏa diễm màu nâu liền từ từ phiêu đãng xuất hiện. Đạo hỏa diễm này chính là cấp đoạt được từ trong tay ba người Phương Ngôn lúc trước, hóa sinh hỏa. Tuy không phải là dị hỏa, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nếu có thể đem nó dung hợp vào tam sắc hỏa liên, uy lực của Phật nộ hỏa liên sẽ mức kinh khủng nhất từ trước tới nay. Tuy làm như thế sẽ tổn thất gần một nửa hóa sinh hỏa, nhưng so với sinh mệnh của những người ở đây thì không thể sánh bằng. Hít sâu một hơi không khí nóng bỏng, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một tia điên cuồng hung lệ. Cái đồ lão tạp chủng nhà ngươi, muốn chúng ta chết sao? Dù có chết, ta cũng phải bắt ngươi đi trước dẫn đường. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ tàn nhẫn ấy, rốt cuộc Tiêu Viêm không chần chờ nữa, tâm thần vừa động, lập tức đem hỏa diễm màu nâu bắt đầu dung hợp vào bên trong tam sắc hỏa liên. Ngay khi hỏa sinh hỏa dung nhập vào tam sắc hỏa liên, trong không gian đang tràn ngập tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất. Một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra trong yên lặng, đưa tay nâng đóa hỏa liên sặc sỡ lên cao. Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chậm rãi dừng ở trên người địa ma lão quỷ, lúc này đã đình chiến. Trên nét mặt tái nhợt của Tiêu Viêm dần hiện lên nét âm trầm nghiêm trọng. Cảm thụ được ánh mắt của Tiêu Viêm, sắc mặt địa ma lão quỷ dần trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kiềm được phải hạ xuống. Đến giờ khắc này, trong lòng hắn cũng tuôn ra một tia hối hận. Hắn thật không nghĩ đến, một tiểu tử tứ tinh đấu hoàng mà lúc đầu hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nhẹ nhàng giết chết, lại có thể bạo xuất ra lực lượng đáng sợ đến chính hắn cũng cảm thấy bất an. Yết hầu khẽ giật giật, địa ma lão quỷ há cái miệng khô khốc, thanh âm khàn khàn nói, lão phu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Ánh mắt không chút cảm tình nhìn địa ma lão quỷ, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm thoáng mỉm cười, nụ cười đó làm lòng địa ma lão quỷ trầm xuống. Muộn rồi, nếu đã đến đây, thì các ngươi cũng không cần rời đi nữa. Thanh âm nhẹ nhàng như hoa tuyết, mang theo hàn ý trong câu nói, từ bốn phía trên không phiêu đãng chuyển xuống. Hỏa liên sặc sỡ trong tay tự bay ra hóa thành một đạo hỏa mang thẳng tắp, bắn mạnh về phía địa ma lão quỷ. Những người hỏa mang đi qua, trong không gian hư vô liền xuất hiện một khe nứt vạn vạo kéo dài, không gian liệt phùng như một kẻ thôn vệ dữ tợn, nuốt trọn những chướng ngại trên đường đi. Nhìn hỏa liên lặng yên không một tiếng động lướt đến, lông tóc cả người địa ma lão quỷ đột nhiên dựng thẳng lên, quang mang trong ánh mắt cũng co rút lại. Thời khắc sinh tử, địa ma lão quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, hắn mạnh mẽ hít sâu một hơi, sắc mặt chướng đỏ lên một cách quỷ dị. Chỉ nghe một tràng âm thanh tê tê vang lên, huyết hàn cực đống thiên. Tiếng quát âm trầm từ miệng địa ma lão quỷ truyền ra, theo tiếng quát, hành khí đen nhánh bỗng nhanh chóng bành trướng, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt liền hóa thành đám mây lạnh màu đen khổng lồ, ước chừng vài chục trượng, che lấp hoàn toàn thân hình của địa ma lão quỷ. Khí lạnh khủng bố này của địa ma lão quỷ, thậm chí ngay cả người vận dụng đấu khí cũng có thể đóng băng, không hổ là thất tinh đấu tông, thủ đoạn thật đáng sợ. Ngay thời điểm đám mây lạnh đen nhánh đang triển lộ uy phong to lớn, hỏa liên sạc sỡ đã cắt ngang không gian tiến tới. Hỏa liên đi đến đâu, đám mây lạnh liền kịch liệt dao động dập dờn đến đó, bị sức nóng thiêu đốt thành những luồng xương trắng bay lên, cuối cùng bị hỏa liên thiêu đốt hoàn toàn. Suy,
Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Hỏa Liên cắt ngang chân trời, tạo thành một tràng tiếng rít gió ở phía sau, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Bên trong không gian đang tràn ngập đám mây lạnh màu đen, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, vội vã buông tiếng quát to. Tiếng quát chói tai vang vọng dồn dập trên bầu trời toàn bộ nội viện. Nội viện trưởng lão, lui, tất cả đệ tử cấp tốc nằm xuống, mau. Ngay lúc Tô Thiên lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên cũng biến đổi. Nàng đồng dạng cảm nhận được bên trong đám mây lạnh đen nhánh kia đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thân hình nàng cấp tốc lóe lên, đã xuất hiện ngay bên cạnh Tử Nghiên, bàn tay ngọc phung ra, cuốn chặt lấy người của Tử Nghiên rồi lui lại phía sau nhanh như chớp. Cột lửa mạnh mẽ lan rộng, làm một vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tơi tả. Gần ngàn mét rừng rậm bên ngoài nội viện chỉ trong chốc lát đã bị san thành một vùng đất bằng phẳng. Trên mặt đất không còn tồn tại bất cứ thứ gì, hỏa cầu khổng lồ lại tiếp tục dâng cao, đồng thời phóng thích ra nhiệt độ khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt bên trong. Tất cả mọi người đang có mặt, kể cả Tiêu Viêm là người tạo ra hỏa cầu, sắc mặt càng trở nên trắng nhợt. Quả cầu lửa này mà nổ tung, chỉ sợ nội viện cùng trăm dặm đường kính xung quanh chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất. Tại sao Hỏa Liên lại trở nên kinh khủng như vậy? Tiêu Viêm hoàn toàn không biết. Hắn sau khi phóng Hỏa Liên vào trong đám mây lạnh màu đen liền hoàn toàn mất đi khống chế, biến hóa kinh khủng lúc sau, có lẽ vì cực nhiệt cùng cực hàn va chạm lẫn nhau mà sinh ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ phút này hỏa cầu đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của Tiêu Viêm nữa. Nếu nó tùy ý nổ tung, tất cả đệ tử nội viện e rằng sẽ tan thành tro bụi, thi cốt vô tồn. Nghĩ đến kết cục đó, mặc dù là Tiêu Viêm cũng phải rét lạnh tận đáy lòng. Sự việc phát triển đến mức này đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm bắn ra một tia kiên quyết, từ trong nạp giới xuất ra một nắm đan dược, sau đó hung hăng ném vào trong miệng, cảm thụ dược lực bắt đầu mạnh mẽ phát huy tác dụng. Tiêu Viêm cố kìm nén cảm giác kinh mạnh đang bành trướng, phun ra một ngụm máu tươi vào trong lòng bàn tay. Dù thế nào đi nữa, hỏa cầu cũng là do Tiêu Viêm tạo ra, tuy tạm thời mất đi khống chế nhưng Tiêu Viêm vẫn có biện pháp khống chế nó một lần nữa. Dù cái giá phải trả cho việc này tương đối to lớn, cho dù sau này có tĩnh dưỡng nửa năm đến một năm cũng khó có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng trong hoàn cảnh này đã không còn cách lựa chọn nào khác. Bàn tay nhuộm đỏ máu tươi chậm rãi khai triển thủ ấn, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm cũng dần dần xuất hiện từng tia tơ máu. Thủ ấn của Tiêu Viêm càng biến ảo, cảm giác kinh mạch bành trướng kịch liệt càng thêm sâu sắc. Ngay thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng, chợt đôi đồng tử đang gắt gao nhìn hỏa cầu lại hơi có rút lại, bởi hắn phát hiện bên cạnh hỏa cầu, hai thân ảnh già nua áo bào màu cho đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị. Hai đạo nhân ảnh màu xám xuất hiện quá đột ngột, mà trước khi nhìn thấy, Tiêu Viêm cơ hồ không hề cảm ứng được chút nào. Loại biến cố đột ngột như vậy làm thủ ấn đang biến hóa chợt đình trệ, hắn cũng thoáng trầm mặc, ánh mắt lại quét qua quả cầu lửa đang càng ngày càng khổng lồ, hắn không kiềm được quát to: "Hai vị, hỏa cầu sắp nổ rồi, mau mau rời khỏi đây ngay." Có vẻ như đã nghe được lời cảnh báo của Tiêu Viêm, hai đạo hôi bào nhân ảnh bên cạnh hỏa cầu khổng lồ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tang thương và bình thản liếc nhẹ Tiêu Viêm, mà chính cái nhìn thoáng qua này khiến hắn kinh hãi phát hiện ra cỗ dược lực cuồng bạo đang kịch liệt bốc lên kia không ngờ lại dần dần lắng xuống. Cảm giác được sự biến hóa này ở trong cơ thể, trong mắt Tiêu Viêm không khỏi tràn lên cảm giác hãi hùng. Chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt mà có thể chèn ép, chế trụ dược lực đang bạo động trong cơ thể hắn từ một cự ly xa như vậy. Loại thực lực này, không phải quá nghịch thiên, quá đáng sợ sao? Hai đạo hôi ảnh thần bí này tột cùng là cao nhân phương nào? Hắc giác vực này từ khi nào lại xuất hiện những cường giả đáng sợ như vậy? Tô Thiên như đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt mau chóng tràn lên vẻ cuồng hỉ, thấp giọng lẩm bẩm: mấy lão bất tử này, rốt cuộc cũng chịu ra tay. Đại trưởng lão, bọn họ là... Mấy vị trưởng lão nội viện sau lưng Tô Thiên cũng kinh nghi hỏi. Già Nam học viện thủ hộ giả, Tô Thiên chậm rãi nói. Thật ra nếu không phải thời khắc Già Nam học viện lâm vào cảnh sinh tử tồn vong thì họ vĩnh viễn sẽ không xuất thủ. May cho lần này, nếu không, chắc cả cái nội viện này. Nói đến đây, vẻ mặt Tô Thiên cũng nhịn không được mà nổi lên một chút sợ hãi tàn dư. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.